Dạ vâng, xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong nội dung video hôm nay, mình cập nhật gửi đến quý vị và các bạn về việc xúc phạm của bà Phương Hằng liên quan đến Phi Nhung trong suốt thời gian cô ta nằm viện cũng như lúc Phi Nhung đã ra đi. Đây là một sự xúc phạm mất nhân tính của bà Hằng cù cụ này mà chúng ta cần phải lên án về những hành động vô liêm sỉ, mất đạo đức của bà này đến lúc con người không còn trên cõi đời này. Nhưng bà vẫn không chịu buông tha. Thưa quý vị và các bạn, sự ra đi của Phi Nhung khiến hàng triệu triệu con tim phải bối rối, thương tiếc và khóc thương một người nghệ sĩ tài hoa, đa tài nhưng lại bạc mệnh. Cô ra đi khi chưa làm tròn sứ mệnh ở trần đời, với những giọt nước mắt lăn tròn trên giường bệnh, khiến cho chúng ta cũng phải ngỡ ngàng xót thương về người phụ nữ đoan chính thật thà đã hy sinh cống hiến nửa cuộc đời còn lại của mình vì cộng đồng, vì những trẻ em cơ nhỡ lầm than. Thưa quý vị và các bạn, với những hành động đẹp cao cả của Phi Nhung như vậy vậy mà lại có những kẻ đứng đằng sau lại có những lời chê bai dè bỉm, xúc phạm đến nhân phẩm, giá trị và danh dự của Phi Nhung đến lúc không còn trên trần đời này, nhưng những kẻ đó lại buông những lời thóa mạ cay nghiệt. Thật đúng là những kẻ vô liêm sỉ, mất nhân tính. Thưa quý vị và các bạn, động cơ đen tối và tâm địa xấu xa của bà cùng cùng chúng ta cần phải lên án và chúng ta cần phải đưa vạch trần cái hành động và những cử chỉ của bà đưa ra ánh sáng để cho pháp luật trừng trị. Theo triết lý của nhà Phật, người thấp hèn, xấu xa là người luôn có nhiều toan tính, lập mưu nhằm để khiến cho người khác bị tổn thương. Theo đạo lý của người Việt Nam, thì xâm phạm, xúc phạm đến vong linh của người đã mất là điều tối kỵ nhất. Ông bà ta thường nói câu, nghĩa tử là nghĩa tận. Khi con người ta đã về với cõi vĩnh hằng, thì việc cần nhất là chúng ta sẽ cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất được siêu linh tịnh độ. Nếu ai đó cố tình làm những điều trái với đạo lý, trái với truyền thống, xúc phạm đến vong linh của người đã khuất, thì trời không dung, đất không tha và sớm muộn gì cũng sẽ nhận quả báo. Thế nhưng thật đáng buồn, đâu đó vẫn còn những kẻ coi sự ra đi về cõi vĩnh hằng của ca sĩ Phi Nhung là một trò tiêu khiển để đem ra nhằm chế nhiễu sự đời, là cơ hội để bình phẩm, để phán xét về thân thế, sự nghiệp, công lao của cô ấy bằng những lời lẽ vô liêm sỉ. Rõ ràng xét về mặt đạo lý, đó là những hành động vô lương tâm, mất nhân tính và không thể chấp nhận được. Để thu hút được nhiều lượt xem trên kênh YouTube của mình, bà Tuyền Nổ đã dùng những câu từ rất khó để đặt cho tiêu đề trong livestream của bà. Điển hình là trong livestream tối 28 tháng 9 vừa qua, khi vừa nghe thông tin Phi Nhung qua đời thì bà liền lên livestream và đặt tiêu đề là "Chết là sự giải thoát". Trong clip này, bà ta vu khống Phi Nhung về việc làm từ thiện và ăn chặn tiền cát xê của Hồ Văn Cường. Nhằm phục vụ cho động cơ đen tối và tâm địa xấu xa của mình, hầu hết những thông tin mà bà ta đưa ra đã bị bóp méo và thổi phồng sự thật, xuyên tạc làm sai lệch bản chất của câu chuyện làm thiện nguyện. Bà ta cố tình lèo lái câu chuyện theo hướng khác để cộng đồng không nhắc đến quỹ từ thiện hằng hữu, không minh bạch và không phải bắt buộc công khai 3 tháng mỗi lần trong hàng năm. Trên phương tiện truyền thông đại chúng thì quỹ từ thiện hằng hữu vẽ hình bản đồ Việt Nam không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và YouTube Thanh Tuyền là kẻ tán tận lương tâm không thể bỏ qua là đã xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người đã mất, ăn không nói có, ngậm máu phun người, xúc phạm đến ca sĩ Phi Nhung một cách vô liêm sỉ. Thưa quý vị và các bạn, theo đạo lý của nhà Phật,
phúc lộc hay tai họa đều tuân theo luật nhân quả do con người tạo ra. Không biết những kẻ đang tâm làm việc ác có hiểu điều này để cuộc đời tránh khỏi những tai họa đến hay không? Không chỉ trái với đạo lý mà những hành vi của những kẻ vô lương tâm nói trên còn vi phạm nghiêm trọng đến pháp luật của Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, theo pháp luật của Việt Nam, người nào lợi dụng quyền tự do ngôn luận, xúc phạm đến danh dự, đến nhân phẩm và uy tín của người đã mất là hành vi vi phạm pháp luật. Một người đã mất có quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín theo Điều 34 của Bộ Luật Dân sự năm 2015. Theo đó, việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của người đã mất có thể được thực hiện theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc con và thành viên trong gia đình. Trường hợp không có những người này thì theo yêu cầu của cha, mẹ của người đã mất, người phải bồi thường những thiệt hại do xâm phạm về danh dự, nhân phẩm và uy tín của người đã mất, thì người có hành vi sai phạm còn có thể bị xử lý hình sự nếu đã gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trật tự xã hội của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mặt khác, hành vi sử dụng mạng xã hội để xâm phạm danh dự, xúc phạm đến nhân phẩm và uy tín như đã nêu trên. Còn về việc vi phạm luật an ninh mạng về Nghị định số 15 của năm 2020, Nghị định của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến. Đây là những thông tin và tất cả những sự việc đã xảy ra trong 6 tháng qua, chúng ta cũng đã biết rõ được bản chất mưu mô toan tính của bà cùng cụm này diễn ra không chỉ nhằm mục đích đem lại thanh danh và uy tín cho mình. Bên cạnh đó, bà còn muốn làm cho bại hoại cái nền văn hóa của không gian mạng thời 4.0 này. Với tất cả những việc làm, những hành động của bà đã trải dài trong suốt 6 tháng qua, chúng ta đủ nhận thức và đủ nhìn nhận ra bản chất mưu mô đầy xảo quyệt của bà này. Vì danh dự và vì mục đích cá nhân mà bà đã lôi rất nhiều người ra để tố cáo, để miệt thị, nhằm để hạ thấp danh dự và uy tín của nhiều người, để cho cộng đồng mạng nghe và tin tưởng bà là người tử tế. Bà luôn rao bán giảng giải những đạo lý mà bà cho rằng đúng nghĩa, nhưng thực chất đối với bà, tất cả những việc làm của bà đều vô liêm sỉ và tán tận lương tâm. Một người phụ nữ trên cõi đời này thì phải sống theo đúng nghĩa của một người phụ nữ, là phải biết yêu thương và phải có lòng bao dung. Nếu đi ngược lại quy luật của thiên trời, đi ngược lại tạo hóa, ắt hẳn bà phải chịu nhận lấy quả báo của luật nhân quả này. Thưa quý vị và các bạn, đây cũng là một câu chuyện mình cập nhật liên quan đến vụ việc xúc phạm của bà Phương Hằng có ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe cũng như sự ra đi của Phi Nhung trong suốt thời gian qua, khiến cho dư luận cộng đồng và khiến cho rất nhiều người phải bức xúc về những hành vi tán tận lương tâm của bà Phương Hằng này. Và đây cũng là nội dung bài viết mình cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn chúng ta hiểu thêm sự việc này. Đến đây mình xin kết thúc video. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian xem video của mình. Sau cùng mình xin chúc quý vị và các bạn một ngày thành công và hạnh phúc, luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Mình xin chào, thân ái ạ.